7 sự thật thú vị về thiên tài toàn năng nhất lịch sử nhân loại Leonardo da Vinci. 1. Ông không có họ chính thức. Mặc dù rất nhiều người vẫn cho rằng da Vinci là họ của ông, nhưng có một sự thật là Leonardo không hề có họ. Tên khai sinh đầy đủ của ông là Leonardo di Ser Piero da Vinci, nghĩa là Leonardo, con trai của Ser Piero, đến từ Vinci. Điều này khá phổ biến đương thời. Khi đó, việc đặt tên con theo họ cha chỉ phổ biến với tầng lớp thượng lưu. Phải đến khoảng giữa thế kỷ 16, việc đặt tên họ này mới được phổ thông rộng rãi. Chính vì lẽ đó, phần lớn các bảo tàng cũng như sách học thuật đều chỉ để tên ông là Leonardo. 2. Ông là đứa con ngoài giá thú. Leonardo sinh ngày 15 tháng 4 năm 1452 ở thị trấn Vinci, vùng Tuscan thuộc vùng lãnh thổ Medici, Cộng hòa Florence. Ông là đứa con ngoại giá thú của công chứng viên giàu có Ser Piero và một người phụ nữ nhà nông trẻ tên Caterina. Ít lâu sau khi sinh ra Leonardo, mẹ ông đã cưới một người chủ lò gốm Acattabriga di Piero de Vacca da Vinci và có thêm 5 người con. Sau khi chia tay với Caterina, Ser Piero chịu trách nhiệm nuôi dưỡng Leonardo. Ông được nuôi dưỡng như một đứa con hợp pháp của Ser Piero cùng 12 anh chị em cùng cha khác mẹ khác. 3. Ông chưa từng trải qua trường lớp bài bản. Là một thiên tài toàn năng, nhưng Leonardo thực chất không nhận được sự giáo dục bài bản. Ông chỉ được học những kiến thức, kỹ năng căn bản như đọc, viết và toán học. Còn lại phần lớn những kiến thức chuyên sâu là do ông tự tìm tòi, học hỏi. Ví dụ như, ông đã tự học ngôn ngữ Latin, thứ ngôn ngữ của giới học thuật hay toán học cao cấp, một chủ đề mà ông vô cùng đam mê. Tuy vậy, phải tới năm 30 tuổi thì ông mới bắt đầu tập trung nghiên cứu nó. 4. Ông không dành nhiều thời gian cho hội họa. Mặc dù được biết đến nhiều nhất với danh xưng là một trong những họa sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại, gia sản hội họa của ông lại khá khiêm tốn. Trên thực tế, hiện tại chỉ còn khoảng 17 tác phẩm của ông còn tồn tại. Phần lớn là do ông rất bận rộn với các nghiên cứu khoa học hay công việc kỹ sư. Quỹ thời gian hạn hẹp không cho phép ông nhận nhiều hợp đồng hội họa hay thực hiện nhiều tác phẩm hội họa. Dù chỉ còn rất ít tác phẩm hoàn chỉnh còn tồn tại, nhưng tầm ảnh hưởng của ông tới các đồng nghiệp đương thời hay các họa sĩ đời sau là không thể phủ nhận. 5. Ông đặc biệt hứng thú với giải phẫu cơ thể người. Leonardo không chỉ tìm hiểu về lý thuyết mà còn trực tiếp thực hiện tới 30 ca giải phẫu tại các bệnh viện ở Milan, Florence và La Mã. Đam mê giải phẫu của ông lớn tới nỗi nó đã trở thành một lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu của người họa sĩ mà không chỉ liên quan tới công việc hội họa của ông. Trên thực tế, các bức vẽ về kết cấu cơ thể người của ông đã giúp tạo nền tảng cho giải phẫu cơ thể người hiện đại. 6. Công trình vĩ đại nhất của ông bị hủy hoại bởi chiến tranh. Leonardo nổi tiếng với những tác phẩm nghệ thuật mang tính biểu tượng như Mona Lisa và Bữa ăn tối cuối cùng. Nhưng thực ra, tác phẩm vĩ đại nhất của ông đã không bao giờ được hiện thực hóa một cách trọn vẹn. Năm 1482, Leonardo tới Milan để thực hiện dự án xây dựng một bức tượng cưỡi ngựa khổng lồ. Khi hoàn thành, nó sẽ cao hơn 5 mét. Leonardo đã mất tới 17 năm để thực hiện bức tượng. Sau 12 năm, đến năm 1493, mô hình mẫu bằng đất sét của bức tượng đã được trưng bày. Và sau đó, khi ông đang tiếp tục hoàn thiện tác phẩm cuối cùng trên đồng, không may, khối đồng được sử dụng cho bức tượng lại bị trưng dụng để đúc súng trong trận chiến với Pháp. Và mô hình mẫu bằng đất sét cũng bị phá đổ khi quân Pháp xâm chiếm thành phố. 7. Ông dành những năm cuối đời tại Pháp. Năm 60 tuổi, Leonardo bị buộc phải rời khỏi Milan để tới Rome sau một cuộc biến động về chính trị. Sau đó 5 năm, ông nhận được lời mời tới Pháp làm việc từ vị vua Pháp. Ông rời Ý vào năm 1516 và không bao giờ quay trở lại. Tại Pháp, Leonardo không dành nhiều thời gian cho hội họa. Thay vào đó, ông dành nhiều thời gian cho các dự án khoa học. Leonardo qua đời ít năm sau khi chuyển tới Pháp và được chôn cất tại nhà thờ Colleges. Không may, nhà thờ đã bị hư hại nghiêm trọng sau cuộc cách mạng Pháp và bị dỡ bỏ vào năm 1802.